Xin chào tất cả bạn, mình là Ngọc Superman. Thì hôm nay mình sẽ review cái phở Lai Cam. Nói nghiêm túc vào chứ được. Ta đang review cực kỳ nghiêm túc. Đây là phở Lai Cam DJI Mini 2. Thì mình bày chắc sắp mon nữa rồi. Giờ mình mới review cái máy này. Đây là cái điều khiển. Đây là cái phở Lai Cam vô cùng nhỏ nhắn và xinh xắn. Trọng lượng là 249g. Cái túi của nó. Đây là bên con bá của. Đây là cái khẩu trang. Đây bật cả đường. Nó bắt đầu khởi động lên này. Mọi người hãy nể ra xa một chút. Đây là cái mẹ. Rồi sao lại ra? Còn đường xuôi vậy chứ. Sự cố đã xảy ra. Cái điều khiển đã bị rớt dưới này. Hello. À, quá chán. Ngọc đúng sổ xuôi thật đấy. Nếu không có cái thân này không thể bay được. Ngọc. Đây. Tiếp tục đuổi việc cái thằng. Đã đi cầm. Mẹ sao mà lấy nén lâu thế? Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách lấy nhá. Ở đâu đó? Để vào trong đó. À nè đấy. Mềm mềm mà xong dính giống cái bột đấy xong đè mạnh. Mình làm như kiểu. À lấy đất. Mạng. Lấy đất. Ôm nhà giá luôn. Đây là đất nha các bạn. Mình chơi hơi dơ nhưng mà nó rất hiệu quả nha các bạn. Hiệu quả mà. Tao nghĩ nó hiệu quả. tao nghĩ để hiệu quả đó. Nha. Bây giờ đều cái này. Bứa chưa. Rồi. À, thấy à? Đi mới to quá. Bữa đi, rồi. Đây là tính chất vật thấy lý của đất nha. Có thể kết dính mọi loại vật chất khác nhau. Nhôm như sắt nữa. Thế thôi giờ. Ta-da. Rồi. Đây, thấy chưa? Tuy hơi dơ nhưng mà nó rất là hiệu quả. Quái dùng tao đang hoang quá. Quái đang hoang lên chứ đồ mà. Mấy quái mình nghĩ sao tao ở đây, mình quái ở dưới đây. Tao lại luôn. Bây giờ tao đang quái cái lò hỏng dưới đây thôi. Rồi. Đấy, bây giờ lắp. Đập mày mẹ. Cui rồi con mẹ gặp thanh niên mẹ cứ bắt đấy. Đây, cắn mặt của nó này. Nè nha. Bị khởi động, bắt đầu khởi động này. Bắt đầu khởi động cho cái này để cắm điện thoại nhưng mà đoàn làm phim của chúng ta rất là giàu nên được một cái điện thoại duy nhất. Thôi được. Lên. Rồi cắn quạt đã bắt đầu quay. Đến nào. Đi đi. Đẹp liền. There's no place I'd rather be than here with you. That's all I